Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, chiều nay tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ 9 năm 2016 đã bế mạc. Với tinh thần thi đấu thể thao trung thực cao thượng, đoàn kết chiến thắng, Hội khỏe Phù Đồng tỉnh lần thứ 9 năm 2016 đã thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn của sức trẻ và thể thao học đường của Quảng Ninh. Trên 2.000 vận động viên của 14 địa phương trong tỉnh đã tham gia tranh tài ở 10 bộ môn thể thao, gồm điền kinh, bơi lội, thể dục aerobic, bóng đá, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, cờ vua và đẩy gậy. Kết quả chung cuộc toàn đoàn, thị xã Đông Triều đứng thứ nhất với thành tích 50 huy chương vàng, 28 huy chương bạc và 30 huy chương đồng. Thành phố Cẩm Phả đứng thứ hai và thành phố Hạ Long đứng thứ ba. Đây là một cái hoạt động góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh đức trí thể mỹ theo cái tinh thần đổi mới của giáo dục hiện nay. Tham gia Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ 9 năm 2016, chúng tôi có 312 vận động viên thế và đăng ký tham gia tất cả các bộ môn, thế và chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức động viên các em học sinh, và các em học sinh cũng đã rất là có khả năng. Thế và kết quả là chúng tôi đã đứng thứ nhất toàn đoàn, và đây thực sự là một cái niềm vui và là một cái động lực để cho chúng tôi sẽ cố gắng hơn trong cái công tác giáo dục. Hội khỏe Phù Đồng lần này thành tích học sinh tham gia thi đấu có thể nói đạt cái kết quả rất là tốt. Các cái môn như là đá cầu, các cái môn như điền kinh, môn bóng rổ, môn thể dục aerobic là những cái môn mang lại những cái rất là bất ngờ cho cán bộ giáo viên học sinh, bởi thành tích của các em đã vượt trội và ngoài sự mong đợi của các thầy cô. Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Quảng Ninh thực sự là ngày hội thể thao của học sinh, thực sự là nơi để mà các em rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để mà trưởng thành và nâng cao thành tích thể thao, góp một phần quan trọng vào thành tích thể thao của tỉnh Quảng Ninh và của cả nước nói chung. Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ 9 là ngày hội thể dục thể thao học đường toàn tỉnh, khẳng định kết quả phong trào rèn luyện sức khỏe của các cơ sở giáo dục, qua đó phát hiện và lựa chọn những vận động viên có năng khiếu, thành tích xuất sắc trong thi đấu, đại diện cho học sinh của tỉnh Quảng Ninh tham dự Hội khỏe Phù Đồng cấp khu vực được tổ chức vào tháng 4 năm nay tại tỉnh Nam Định, và Hội khỏe Phù Đồng toàn quốc được tổ chức tại Thanh Hóa và Nghệ An vào tháng 7 năm nay.